Xin chào các bạn, trên tay mình lúc này là một con máy tăm nước nhỏ nhất mà mình từng giới thiệu. Mình đã trải nghiệm khá là nhiều loại máy tăm nước rồi nhưng mà đến con Kachi này thì mình thấy khá là hay ho nên là phải vinh về ngay để review cho các bạn ấy. Các bạn có thể quan sát thấy là thoạt nhìn phần vỏ hộp cũng đã rất thu hút rồi. Và mình canh flash sale ở tại website mita.vn thì nó có giá khá là rẻ, chỉ 649.000 thôi. Và nếu như các bạn quan tâm đến chiếc máy tăm nước này thì hãy xem hết video của mình nhé. Không để các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ thì mình sẽ thử mở hộp cho các bạn xem nhé. Đây, chiếc máy tăm nước có đi kèm túi đựng, rất là xinh. Phần hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Và đây nhân vật chính của chúng ta, đó chính là chiếc máy tăm nước Kachi, quá là nhỏ xinh và gọn gàng như thế này. Cáp sạc USB. Các bạn có thể trang bị thêm cục sạc hoặc là cắm vào USB của máy tính nhé. Đây là hai gói đựng đầu tăm. Tổng cộng thì có 4 đầu tăm. Em tăm nước này là sản phẩm chính hãng và bảo hành điện tử nên là sẽ không có phiếu bảo hành giấy. Mà theo đó thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn trên phiếu đăng ký bảo hành. Với các bước như thế này để chúng ta tiến hành kích hoạt bảo hành điện tử thôi. Đi chi tiết vào chiếc máy tăm nước Kachi MK357 này thì khi mà sử dụng ấy thì các bạn sẽ lắp đầu tăm vào vị trí này. Và khi muốn tháo ra để thay đầu tăm thì chúng ta sẽ ấn vào nút này và lấy ra. Sau đó thì chúng ta có thể cất gọn luôn vào trong máy. Và vị trí này cũng là vị trí mà mình cho nước vào nhé. Bình nước này thì chỉ có dung tích là 140ml thôi. Mặc dù là hơi nhỏ nhưng mà không sao, đây là máy mini mà. Máy được thiết kế chất liệu nhựa cao cấp, có khả năng chống nước IPX7. Và dung lượng pin mà hãng công bố của máy này là 1100mAh, cho thời gian sạc đầy là 4 giờ. Khi sạc thì các bạn sẽ cắm dây sạc Type-C vào vị trí này. Còn đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào củ sạc hoặc là cổng USB của máy tính cũng được. Nói về các chế độ thì chiếc máy này có 3 chế độ sẽ có đèn báo tương ứng. Đầu tiên chính là chế độ nhạy cảm, có đèn báo màu xanh lá. Với chế độ này có áp lực là từ 40 đến 60 PSI. Đây là mức áp lực nước thấp nhất để giúp làm sạch nhẹ nhàng, thích hợp cho răng nhạy cảm hoặc là khi dùng lần đầu. Tiếp theo là chế độ tiêu chuẩn có đèn báo màu xanh dương. Và điều chuyển sang chế độ tiêu chuẩn thì các bạn sẽ ấn giữ nút nguồn. Chế độ tiêu chuẩn này thì có áp lực từ 60 đến 110 PSI. Đây là mức áp lực nước được thay đổi với cường độ mạnh yếu đan xen, làm sạch sâu và massage nhớ. Và cuối cùng là chế độ mạnh có đèn báo màu trắng. Tương tự như vậy thì các bạn cũng sẽ ấn giữ nút nguồn để chuyển sang chế độ mạnh. Với chế độ này có áp lực nước mạnh nhất từ 120 đến 140 PSI, giúp làm sạch hiệu quả. Và phía dưới chính là đèn báo dung lượng pin, khá là tiện để theo dõi. Khi mà đèn hiện màu đỏ là hết pin. Còn như hiện tại đèn vừa báo màu xanh lá có nghĩa là pin đang đầy. Còn khi các bạn sạc thì đèn sẽ nhấp nháy báo màu đỏ. Quay trở lại với các phụ kiện đầu tăm thì 4 đầu tăm này sẽ có 4 chức năng khác nhau. Đầu vệ sinh bề mặt lưỡi để hạn chế hôi miệng. Thứ hai là đầu có lông bàn chải này thì là đầu xịt chỉnh nha, dùng cho người niềng răng, vệ sinh mắc cài. Thứ ba là đầu xịt chỉnh nha chu để vệ sinh túi nha chu và massage nướu. Và cuối cùng, đầu xịt tiêu chuẩn thường dùng với mức áp lực nước mạnh để xịt các mảng bám ở răng.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là có nên sử dụng máy tăng nước không? Thì câu trả lời là nên nhé. Máy tăng nước hiện tại thì giờ đã quá là phổ biến rồi và có thể thay thế được tăm tre cũng như là chỉ nha khoa. Các bạn nên sử dụng máy tăng nước sau mỗi lần ăn để vệ sinh và kết hợp với ngày đánh răng 2 lần theo khuyến cáo của nha sĩ thì sẽ đảm bảo là răng miệng sẽ luôn được sạch sẽ và không bị hôi miệng nữa. Ngoài ra thì nếu như các bạn nào mà ngại mang theo máy tăng nước cao hơn thì có thể sắm ngay Enkachi này bởi vì thiết kế khá là nhỏ gọn, có thể cất gọn được ở trong túi cực kỳ là tiện lợi. Cảm nhận của mình khi sử dụng chiếc máy tăng nước Kachi này khá là ổn, sẽ phù hợp với những bạn nào có răng miếu nhạy cảm hoặc là quen với áp lực nước nhẹ. Còn bạn nào mà quen với áp lực nước mạnh hơn thì có thể sử dụng những mẫu máy tăng nước lớn hơn nhé. Ngoài ra thì máy tăng nước này còn có một nhược điểm, đó là bình đựng nước khá là nhỏ, nên là nếu như bạn nào vệ sinh kỹ thì sẽ phải thêm nước trong một lần vệ sinh. Tuy nhiên thì mình thấy đây là một dạng máy tăng nước mini rất là tiện lợi, có thể mang theo, cho nên điều này cũng không có gì là bất tiện cả. Cá nhân mình thấy là chiếc máy tăng nước này có giá cả phù hợp với chất lượng và thiết kế. Và nếu như các bạn quan tâm đến sản phẩm máy tăng nước mini này thì có thể truy cập vào đường link trong phần nội dung của video để tham khảo, hoặc là có thể liên hệ tới Meta để được tư vấn kỹ hơn. Hotline tại Meta Hà Nội 024-3568-6969 hoặc là tại Thành phố Hồ Chí Minh 028-3833-6666. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video review lần sau nhé.